Chào các bạn, từ vựng số 3 đó là nightly, nightly, nightly. Từ này gồm có hai vần và dấu nhấn rơi vào vần đầu tiên. Vậy thì night, chúng ta sẽ lên giọng night, 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 night. Và lì, chúng ta sẽ xuống giọng lì, 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 nightly, nightly. Ví dụ, it's a nightly news program. It's a nightly news program.